Hai. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình ha. Thì cái phần này video ngày tiếp theo của ngày 17 tháng 6 nha anh em. Thì video nãy mình quay được mới này rồi. Thì cái máy mình nó hết pin, cái nó tắt ngang chưa kịp chờ anh em ha. Bây giờ mình quay lại cái tiếp còn cái đống này nữa. Đống này thì khoảng đâu khoảng mười mấy con nữa thôi. Thì mình sẽ quay, mình sẽ báo giá hết luôn cho anh em. Anh em nào cần con nào thì cứ liên hệ mình. Giá thì mình để trên sản phẩm rồi ha. Chỉnh cái đèn đó cho cháy. Giá mình đã để trên sản phẩm rồi. Thì trên đây còn có mấy con máy cắt, mấy máy bào, với có mấy con cắt cơ xích nè. Giá cũng mềm lắm. Thì anh em nào thích con nào thì cứ liên hệ mình ha. Rồi ok, sẽ quay lại luôn nha anh em. Ơi, điện đâu rồi? Để mình kéo sát sát lại cho quay cho rõ cho anh em xem ha. Rồi đầu tiên con tiếp theo anh em, tiếp theo con số 12 nha. Anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha anh em. Con số 12 ha, con số 12 là con này giá bèo luôn, 250k thôi anh em. Con này tay nhựa, con này của Toshiba ha. Con này đây, nó chạy tốc độ đá là đá 100 ha, nó chạy 510W ha anh em, nó chạy 4300 vòng trên phút. Đó. Thì con này đang gắn đây là cái lưỡi cái mài ha, anh em nào xài thì mua nguyên cái này về mài luôn ha. Mua này về anh em mài luôn thì rất là ok đây. Cái cục mài này nè. Ngoài này là cũng của đâu bên Nhật về nó nguyên bộ vậy đó, anh em mua về mài cái mài này còn rất là ok nè anh em đó nè. Thấy không? Rồi, giá 250 luôn ha. Con này thì ngoại hình nó hơi xấu. Nhưng giá 250 thì mình nghĩ là nó cũng phù hợp ha anh em. Đây. Ha. Anh em cầm mài rất là ok. Rồi. Con Toshiba ha. Mài Toshiba này, gốc Toshiba ha. Giá 250. Con số 12 nha anh em. Rồi. Tiếp theo con bào anh em. Bào của bào của Makita anh em, con này thì cũng rất là đẹp ha. Rất là đẹp anh em. Thì con này thì model điện 100V lưỡi 82 nha anh em. Con này 750W ha. Đây, nó chạy 12.000 vòng trên phút ha. Dây được rất là dài. Dây điện zin của nó rất là dài ha anh em. Đó. Đây, anh em con bào này rất là bự, rất là to ha. Đó. Đây, mặt dưới ở đây nè ha. Đây, cái lưỡi nó còn rất là bén luôn nè, rất là ok luôn ha. Con này thì ngoại hình rất là đẹp. Giá 700 thôi nè ha. 700. 700 nha, 700. Con này anh em cầm nó nặng á, anh em đẩy chỉ cần cầm đè đẩy thôi ha. Đó, cục máy nó rất là to luôn nè, cục máy nó đây nè. Ha. Rồi, ok, để mình test thử cho anh em xem nha. Con này thì số máy đây, giá 700, để mình coi số là mình đọc cho anh em nha. À, rất là ok nha. Rất là ok ha. Con này con số 3 nha anh em. Số 3 giá 700. Số 3 giá 700 nha anh em. Rồi, tiếp theo anh em ơi. Tiếp theo con này là cái con Fantaro nha anh em. Anh em con này để anh em Tago ha. Khi mà anh em Tago anh em đè xuống thì nó chạy cho vô ha. Còn anh em buông ra gì thì nó chạy ngược cho ra ha. Đó. Thì con này của Hitachi vỏ nhựa thì ngoại hình nó cũng không có đẹp lắm. Giá 400 thôi nè ha, Fantaro 400 nha. Rồi, test thử cho anh em xem. Chạy thì rất là ok. Đây, bình thường mình bóp nè, bóp chạy là nó chạy cho ga đây nè. Anh thấy quay cho ga ha. Nhưng mà mình đè xuống ha. Đây mình đè xuống. Đè xuống gì là nó quay vô đó anh em thấy không? Đó, ha. Ha. Chạy thì nó rất là im ha anh em. Đó. Con này chạy rất là im. Nhưng mà là anh em nào xài thì mua con này về xài rất là ok ha. Đó. Con này thì giá 400 thôi anh em. 400 nha. Rồi, đó là con số số 18 nha anh em. Số 18 giá 400. Dạ. Rồi, tiếp theo con số 26 nha. 26 là con cắt cành ha, cắt cành của Makita. Con này thì 400k thôi, 26 400. Con này model đây anh em. Con này thì lam nó 4-6 nha anh em, rất là dài. Model là MUH 464 ha. Con này điện 100V.
Con này 380W anh em. Con này công suất cũng lớn nha, cắt cành gì là lớn rồi nha anh em. Nó chạy tốc độ là 1700 vòng trên phút nha. Đó. Đây, cái lam nó rất là dài đây nè, đó anh em thấy nha. Thì anh em có thể cắt ba cành tỉa hàng rào đâu, mấy tỉa hàng rào rất là ok. Anh em nào nhà mà có hàng rào bung bụp, hàng rào gì đó, mua con này về để tỉa cho nó đẹp. Tại nó dài, anh em cứ sơ cầm một cỡ gì cái anh em đi tới vậy nè. Ha, kéo dây điện ra, điện 100V nha. Đó, ngoại hình thì cũng tương đối đẹp chứ không có xấu nha anh em. Rồi giá 400, rất là bèo luôn ha. 400 lam dài 4.6 ha. Em test thử cho anh em xem. Chạy rất là ok nha anh em. Rồi, giá 400 nha anh em, lưỡi cũng còn rất là bé. Ok, con 26 400. Tiếp theo đây anh em. Tiếp theo cắt gỗ anh em. Gỗ này lưỡi 160 này chắc mình phải thay cái lưỡi khác cho anh em. Lưỡi này lưỡi lùng cùng hết rồi, anh em về không xài được đâu, mình sẽ thay cái lưỡi khác cho anh em nha. Cái lưỡi không cũng cả 100.000 rồi anh em. Đó. Cái con này thì số 10 giá 550 ha. Dây điện rất là dài, dây cũng bãi luôn ha anh em. Dây rất là dài ha. Đó. Con này thì của Hitachi C6BE2 nha. Con này thì công suất là 470W. Đó. Nó cắt độ dày cắt được 56, lưỡi 165 ha, nó chạy 4700 vòng trên phút. Đó. Thì ngoại hình rất là đẹp ha. Hai cục con dây này đây ta. Tháo dây này ra. Rồi. Okay. Rồi. Đây cái này thì đế nhôm anh em. Đó, đế nhôm rất là ok ha. Đó. Ngoại hình nó dưới đây, đây nó có cái tem này, tem này thường tem an toàn bên nước ngoài nó để thôi. Ok, test thử cho anh em xem. Con này hình như mình nhớ là bị gì ta, mất thắng hay ta, có không? Không biết nữa. Đúng rồi, con này bị mất thắng nha anh em. Không có thắng. Còn lại chạy rất là ok nha. Không có thắng thôi. Chung là không biết cái dòng này có thắng không nữa. Đây, chạy rất là ok. Rồi, con này giá 550 nè, con số 10 nha. Số 10 giá 550, rất là bèo luôn nha anh em. 550. Tiếp theo đây anh em. Ờ kéo dây hơi ra test con bắn đinh này cái gì đó. Đây mình có con bắn đinh nè, con này thì của Dufast ha, HX255 ha. Con này để anh em để xài chơi thôi chứ không xài nhiều được nha anh em. Lý do đinh nó mua không có thị trường, nhưng mà mình chỉ có cái dây này thôi. Về anh em nhét đinh 2.5 vô, đinh ở đây đang là 2.5 đây anh em. Đó, anh em nhét đinh vô anh em bắn thì mình test thử. Lấy khúc cây nữa, khúc cây lấy bắn. Điện thoại ai kìa. Nghe điện thoại luôn, vô nghe điện thoại luôn cái chơi. Đây con này thì ngoại hình rất là đẹp anh em, giá thanh lý luôn 150 thôi. Nhưng mà anh em về bắn hết cọng dây này thì anh em lấy cọng dây này lại nhét đinh vô bắn lại nha. Khúc cây nhỏ nhỏ thôi, cái này nhỏ nhỏ, bữa nhớ có cây nhỏ nhỏ mà. Để anh test bắn thử cho anh em xem ha. Nhỏ rồi á. Trời ơi, cái cây này quá dữ luôn. Nghe vô nghe điện thoại kìa, coi coi hai rồi. Để mình test hơi bắn thử nha, con này thanh lý 150 thôi, anh em nào vừa về chân cũng được ha. Trời ơi, rất ok rồi. Đây. Cây này thì đinh không rồi anh em ơi. Ha. Đây. Đó, mình cầm không chắc nên bắn nó xịt lại nè, anh em thấy không? Đó. Nè, đây là dấu đinh nè, dấu đinh nữa nè. Ha. Để test cây nữa đi cho anh em xem ha. Mình không có nói chung là bắn cũng ok lắm, nói chung là bắn gỗ mềm mềm nhỏ nhỏ thì ok, không vấn đề gì ha. Đó, đây anh em ha. Đó thì cây này cộng cùng dây này ha, dây này anh em hết đinh thì anh em về lấy đinh này xài lại ha. Giá con này 150 thôi, thanh lý mà. Đó, về anh em để cho có nhà trong nhà cũng được, chân chơi cho vui. Đây, mình đồ nghề của Nhật ha. Ok, 150 quá bèo luôn. Này dùng cái cây này ra ngoài cái. Cái da nặng quá, cái này quá nặng. Rồi tiếp theo cái cây con số 4 anh em. Số 4 con này của Makita, Hitachi chứ. Không phải Hitachi nữa anh em ơi. Con này hiệu gì lạ quá.
Linnat vậy nè. Đó, điện 100V ha. Con này chạy 9.000 vòng trên phút ha. 10.5A công suất lớn dữ ta. Đó, ha. Ủa này Hitachi đây anh em. Hitachi chứ. Đó, ha, mình nhớ con này Hitachi mà. Con này giá 300 thôi. Kèo nhiều quá. Anh em mua con này về xài dạy gia đình. Anh em nào xài gia đình mua linh tinh mua con này là được à. Nhựa nữa, cầm nó cũng chắc tay. Con này công suất lớn nha nè. Công suất tới 10.5A là khoảng tầm 100W là cái này. Điện thoại đâu rồi? Kiếm điện thoại nghe điện thoại cái coi. Nghe đi nghe đi. Rồi tiếp theo con số 4 nha anh em. Con số 4 là cái con bắn vít ha, con vít thạch cao. Hoặc là anh em bắn vít nhà cũng được bình thường ha. Đó, con này thì rất là đẹp ha, của Hitachi, rất là đẹp. Dây zin luôn nè. Đó, thấy không? Con này nè, để mình đọc cho. WSD ha. Con này thì điện 100V. Con này sản xuất không thay để năm trước. Con này thì bắn vít được 6 ly. 60 mm. Đó, thấy không? Đó, con này của Hitachi rất là đẹp. Để anh test thử cho anh em xem. Giá 400 thôi anh em. 400. Hai mình gán ngày mai chắc mình thanh lý một đống nữa để mình cố gắng mình dọn hết ra cái nào mình thanh lý hết luôn cho nó chống chống rồi mình nhập hàng mới về ha. Đây. Thì con này đặc biệt cái dòng là dòng bắn vít thì anh em phải đè xuống anh em nó mới bắn được nha. Ví dụ như đây, em đè xuống đây. Đó, đè xuống đây mũi nó mới xây ha. Tại bắn vít thịt cao thì anh em thấy rất là nhanh ha, thao tác phải nhanh và nó cao nha anh em. Đó. Thì con này có đảo chiều nữa ha. Đảo chiều được ok hết nè. Này rất là ok. Con này thì giá 400 nè anh em. Con này con số 1 luôn nè. Số 1 nè. Số 1 giá 400 nha. Đó. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo con máy cắt số 20 nha. Con này rất là đẹp luôn. Giá 500 thôi. Con này nên đọc thông số cho. Model là 5025KB ha anh em. Con này thì nó chạy tốc độ là 6.000 vòng trên phút, nhanh nhanh đó anh em. 9.5A là khoảng 900W nha anh em, hơn 900W. Rồi, 900W nè. Điện thoại nữa cho. Điện 100V nha anh em, đó. Ha. Con này thì nó có cái hộp để anh em đựng bụi luôn, thì anh em thì đá này đá nhiều ta? Đá 125 nữa ha. Đây. Máy lưỡi cắt 125 ha. Cái lưỡi này thì mẻ 1-2 găng rồi nha anh em. Đó, lưỡi này của Makita luôn nè, Diamond luôn nè, nó chữ Diamond. Đó, đây. Thì con này thì anh em về cắt mấy cái nang pallet rất là thích nè, hợp nè. Đó, tại nó nhỏ gọn á, cầm anh em đẩy rất là nhanh, chạy cũng rất là im nữa. Em test thử cho anh em xem, con số 20 giá 500. Thắng rất là ok. Đó. À. Đó. Ok. Con số 5, con số 20 giá 500 nha anh em. 20 giá 500. Tiếp theo 4 5 con nữa thôi. Còn chắc cái con gì nữa đó. Rồi, tiếp theo con số con bào số 27 ha, con bào này thì nó hơi xấu ngoại hình tại người ta sơn nè. Ta lấy gì ta sơn đây thì mình nếu mà mình xiên thì mình lấy cái chất tẩy sơn mình tẩy vô đây cho nó đẹp ha, lại sạch bóng đẹp liền hả anh em. Đây, cái logo đây nó còn rất đẹp, bào lưỡi 110 nha. À, con này số 27 giá 800 thôi anh em. Đó, rất là bèo luôn ha. Đó, nên tự nhiên ta sơn thôi nó xấu thôi chứ tẩy nước sơn này ra là đẹp thôi chứ không có vấn đề gì hết á. Đây, mặt dưới nó đây anh em. Đây ha, tương đối ha anh em. Lưỡi nó thì lưỡi nó tắt mốt rất là ok ha, không mẻ miếng nào luôn ha. Em test thử cho anh em xem. Dây zin luôn ha. Đó. Mấy dây zin mua mắc lắm anh em, mình mua bãi là 100.000 ký về mình nói dây điện, ví dụ như người ta cắt dây rồi mình mua 100.000 ký về nói cho anh em á. Ha. Rồi. Đấy, rất là ok nha anh em. Ha. Con số con số 27 giá 800 nha. Điện thoại tiếp vô. Rồi, tiếp theo con số 15 anh em. Số 15 con này 500 luôn anh em. Thanh lý 500 thôi chứ thực tế mấy con này giá cao lắm anh em.
Con này 500 là giá bèo nha. Con Makita xám này ta mình nhựa này nè. Con này thì 570W, đó giờ anh bán nhiều rồi. Con này đẹp đẹp là 600 con không nha anh em. 600 rẻ nhất là 550 ha. Đang nhường bấm ra. Rồi, đây. Con này thì 500 ai ạ? À? Dạ. Chờ. Đi bánh kẹo bánh về xe bánh hết điện nha kìa. Bấm á. Điện chị hai đi. Mày điện chị hai kêu chị hai nhờ qua ủi về. Rồi ok, con số 15 ha, 15 giá 500. Thì hôm nay sáng mình lấy xe bà xã, xe đạp điện bà xã mình đi. Giờ hết điện rồi. 500 nha anh em. Sáng mình lấy xe bà xã mình đi rồi đi vòng vòng này, tới giờ hết điện rồi, giờ đi rước nhóc bị kẹt ngoài đường rồi, hết điện không có đạp về nổi, kêu ra kè, giờ đang mắc về video. Để mình nhờ người đi. Ok, tiếp anh em ơi, con số 17 ha. Số 17 giá 500 nha anh em, con này nhám rung của Leftfly gì nè, đó. LFX ha, 50022. Đó, con này thì rất là ok ha anh em. Con này một cái thương hiệu chung với cái thương hiệu mà bình thường mình bán cửa lộng đó nè. Đó. Con này thì 250W ha. Con này thì còn rất là mới. Đó. Anh em có thể xài có máy hút bụi rồi rút vô đây hút ra ha. Rồi con này giá 500 số 17 ha. Chạy. Rất là im nha anh em. Đó. Chung tê tái luôn. Rồi ok. Con này thì giá 500, dây điện đó anh em sẽ thấy nè, giống như mới luôn vậy đó ha. Giá 500. Rồi, tiếp theo một con cắt gạch nữa anh em ơi. Con gạch con này số 6 ha. Ủa 27 ha, giá 600. Con này thì anh em nào mua cắt gạch thì mua về cắt ha. Con này của Makita, dây của Makita ha. Thì con này mất một hai con ốc ở đây rồi. Đó. Thì đây nó hơi hở xíu nè đó ha. Thì về anh em kiếm ốc gắn vô ha. Con này thì mình lý giá 600, chiếc máy cắt gạch nó mắc lắm anh em ơi. Thường thường mấy con này và cả triệu con á ha. Thường thường mấy video trước đẹp đẹp bán cả triệu con ha. Cái lưỡi này cũng rất ok được cắt gạch ha anh em. Đó anh em về ấy có cái van nước luôn anh em, xài nước gắn nước xịt thẳng vô cái lưỡi này ha. Đó cái bà mặt đế nó dưới đây đây đó. Cắt gạch thường mấy cắt gạch là không có thắng nha anh em, mấy cắt gạch là không có thắng, mình bán nhiều rồi ha nó không có thắng. Ok đây. Rất là ok nha anh em. Con này công suất lớn lắm anh em. Tới 1040W luôn nha anh em. 1040W luôn nha anh em. Đó. Thì con số 27 nha. Giá 600. Rồi, tiếp theo còn 4 con nữa thôi anh em. Tiếp theo con số 13 ha, con mũi 13 là con bào 136 của Hitachi ha anh em. Thường 136 này bán khoảng 1 triệu một con nha anh em chứ không ít nha. Con này nay mình bán 900 luôn, tại nó tồn của mấy video trước. Dây điện này là dây điện con bào nè, đó, rất là dài ha. Để bên dưới đó đây, lưỡi 136 ha, mặt dưới thì rất là đẹp ha. Đó. Đây. Ha. Ok, test thử cho anh em xem. Con này thì giá 800 thôi anh em, quá bèo luôn nha, 800. Rồi đây. Ok, con này thì số mấy ta, giá 800. Số 13, giỏ còn mấy con nữa đẩy qua lại đẹp á. Con số 13 giá 800 nha anh em. Còn 3 con nữa, dục qua đây. Rồi, con cưa xích đây anh em. Con cưa xích số 14. Con này thì của
Con này của hiệu gì thì mất hiệu hết rồi. Nhưng mà con này anh em nhìn nó rất là mới nha anh em. Tại nó chốc hai cái mạc bên đây nè, nhìn nó ấy ha. Chứ con này anh em nhìn nước sơn nè, đó. Rất là ok luôn ha. Đó, anh em thấy bên dưới nó đây. Rất là ok ha. Con này mình thanh lý luôn, giá 600 thôi. Con này chạy rất là im, dầu nhớt ga phúng phúng luôn nha. Dây điện cũng ghim luôn. Đó. Con này thì chạy rất là khỏe luôn ha. Lam nó khoảng 2 tấc rưỡi nha anh em. Đó. Em phải gửi anh em về để anh em tỉa ba cái nhánh này vòng vòng nhà là rất là ok. Điện 100V hết nha anh em. Đây, dầu nó đây. Bơm nhớt thì bơm nhớt tay nha anh em, bơm nhớt chỗ này núm này anh em bóp ha. Rồi, ok, test thử cho anh em xem. Nhớt kích nó ra đó nè. Chạy rất là ok ha. Giá 600 nha anh em, con này thanh lý giá 600, rất là bèo ha anh em, giá 600 luôn. Rồi. Còn hai con nữa anh em, con số 25 ha. Con số 14 giá 600 nha, con mình mới test xong á, 14. Rồi tiếp theo, con Makita ha, con này chạy rất là im anh em. Ha, đây nó kết có nó cấu nhông đây, một cục nhông ở đây lớn rất lớn nè, con này của Makita. Nhưng bị mất mà hiệu rồi ha anh em. Đây nè, dây Makita dây zin của nó luôn nè ha. Đó, này bơm nhớt tay luôn nha anh em. Con này gầm rất là nặng và rất là sướng tay ha. Cắt rất là ngọt ha, cắt nó ăn ha. Đó. Lưỡi này thì hơi lục rồi, anh em về có thể mài cái lưỡi lại ha. Đó. Thì con này đây mình test thử cho anh em xem. Con này thì giá 750 nha anh em. Thì mấy con Makita này con hiếm 750 luôn nè. Nên đây mình thanh lý mình là để giá rất là mềm ha. Rồi ok. Chạy đây cho anh em xem đây. Ha. Chạy rất là im. Anh em. Rồi, con số 25 giá 750 ha. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay là con bào anh em. Con bào ha. Con bào này của đây, dây bào nè, rất là dài luôn ha. Ây da. Con bào này của Towa ha, con này mình thanh lý giá 700 thôi, lưỡi 100 tấc rưỡi luôn nha anh em. Con bào này lưỡi tấc rưỡi nha, giá 700 rất là mềm nha anh em. Đây. Điện 100V này, con này 10.5A là khoảng 100W anh em, chạy 16.000 vòng trên phút nha, đó. L 500, đó. Ngoại hình thì cũng tương đối nha anh em, không có xấu nha anh em, tương đối. Nói chung là mấy con này thì chắc cũng đi đời cổ. Đây, dưới nó đây nè. Chắc là cũng ok nha anh em. Đây, lưỡi nó 150 đây nè, tấc rưỡi ha. Còn lưỡi còn rất là bén ha. Đó, lưỡi rất bén không mẻ miếng nào luôn ha. Rồi, test thử cho anh em xem. Thì con này mình thanh lý với giá là 700 nha, con cuối cùng ngày hôm nay 700 nha. Rồi đây, để thử cho anh em xem đây. Mình cầm lên. Con này giá 700 nha anh em. Đó. Con cuối cùng ngày hôm nay. Rồi. Thì đó là mình cái lô hàng mình thanh lý ha, cái đống hàng này. Mình còn rất là nhiều hàng bên ngoài nữa, mới về mấy bao ngoài nữa anh em đã chưa dọn xong á. Thì anh em nào mua con nào thì chốt mình con đó để mình rồi mình sẽ xếp cái đống này đi ha. Còn cái hàng mới thì chắc ngày mai ngày mốt gì mình sẽ lên tiếp mấy cái đống hàng mới nữa ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất từ bên mình nha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em.